Theo ngành y tế, tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể làm giảm nguy cơ bị nhiễm COVID-19, đồng thời giảm tình trạng bệnh trở nặng, nhập viện và tử vong ngay cả khi bị nhiễm COVID-19. Để hiểu rõ hơn về những lợi ích cũng như thực hiện đúng theo quy định tiêm vaccine phòng COVID-19, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng thực hiện tọa đàm với chủ đề Sóc Trăng đẩy mạnh thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Chương trình có sự tham gia tư vấn, giải đáp trực tiếp bác sĩ Nguyễn Đình Thanh Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sóc Trăng; bác sĩ Trung Tấn Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID-19 tỉnh Sóc Trăng. Chương trình được trực tiếp vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2022 trên sóng truyền hình kênh STV1 và sóng phát thanh FM tần số 100.40 MHz, Facebook Truyền hình Sóc Trăng, YouTube Truyền hình Sóc Trăng, website dhst.vn. Quý khán giả có thắc mắc gì về tiêm vaccine phòng COVID-19, hãy gọi đến số tổng đài 02993 526 526 để được các bác sĩ tư vấn trực tiếp. Khán giả gọi điện thoại đặt câu hỏi sẽ được quay số tặng thưởng cho hai khán giả may mắn là thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 đồng. Mời quý khán giả đón theo dõi.